mua màn hình máy tính giá rẻ nhất đến smartnew.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Trên tay mình bây giờ đang là chiếc điện thoại OnePlus 7 Pro. Cái chiếc điện thoại này thì lần trước mình đã có một cái video trên tay cho các bạn rồi. Và mình nói rằng là đây là cái chiếc điện thoại chạy con chip Snapdragon 855 mượt mà nhất mà mình từng sử dụng. Cái sổ này thì mình rất là tự tin khi mà mang về sử dụng nó. Và bây giờ mình sẽ có một cái bài đánh giá chi tiết cho các bạn sau một cái khoảng thời gian khá là dài sử dụng cái sổ này. Đấy, hiện tại thì mình đang sử dụng một cái chiếc Galaxy S10 Plus, có thể coi là một trong những chiếc điện thoại Android đáng mua nhất bây giờ. Đấy, tuy nhiên là giá của Galaxy S10 Plus nó vẫn còn tương đối là cao, cũng như là cái Galaxy S10 Plus này hiện tại phiên bản hàng chính hãng ở Việt Nam thì nó lại không chạy con chip Snapdragon 855. Đấy, còn những cái phiên bản S10 Plus chạy chip 855 thì nó lại về Việt Nam theo một cái số lượng rất là nhỏ giọt và gần như là không có mấy. Đấy, kể cả Galaxy S10 5G thì cái số lượng nó về cũng không nhiều. Vậy nên là khi sử dụng cái S10 Plus thì mình biết được là cái ưu nhược điểm của nó như nào để mà xét trên cái tham chiếu đó sang OnePlus 7 Pro để xem là cái sổ này nó đáng mua không. Đấy, những cái sản phẩm khác chạy con chip Snapdragon 855 của Xiaomi cũng là một trong những cái sản phẩm mà nó gọi là cũng rất là ngon đấy. Tuy nhiên mình lại không mang những cái sản phẩm đó về sử dụng quá được khoảng 3 ngày bởi vì là cái thu âm của các thiết bị Xiaomi nó vẫn rất là tệ. Đấy, còn lại thì cái điểm đầu tiên khi mình mang cái sổ này về sử dụng ấy, không phải là mình xem hình thức nó như nào, không phải là mình xem độ mượt của nó ra sao cũng như là màn hình của nó như nào, mà mình sẽ xem là cái thu âm của nó như thế nào. Liệu với một cái khoảng cách thông thường như này thì cái sổ này liệu nó thu âm tốt hay không, hay là nó có thể sử dụng để làm một cái thiết bị thu âm backup giống như là cái chiếc iPhone 7 mà mình đang thu âm cho bạn bây giờ hay không. Đấy, thì mình sẽ cho bạn xem luôn. Đây là mình thu âm, vừa mới thu âm một đoạn xong. Đấy, bây giờ mình sẽ bật cái lại cho bạn nhé. Thu âm của nó như thế nào? Liệu với một cái khoảng cách thông thường như này thì cái sổ này liệu nó thu âm tốt hay không, hay là nó có thể sử dụng để làm một cái thiết bị thu âm backup giống như là cái chiếc iPhone 7 mà mình đang thu âm cho bạn bây giờ hay không? Đấy, thì mình sẽ cho bạn xem luôn. Quá tốt. Thực sự là cái chất lượng thu âm của cái OnePlus 7 Pro này nó tốt hơn rất rất nhiều so với cả cái chất lượng thu âm của Xiaomi Mi 9 cũng như là Redmi K20 Pro. Và đấy chính là cái điểm khiến cho mình quyết định mang cái sản phẩm này về sử dụng trong vòng mấy ngày thay vì là những sản phẩm điện thoại khác. Đấy, tiếp theo nữa nào, cái sản phẩm OnePlus 7 Pro này nó làm mình thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về những cái chiếc điện thoại tàu. Thế bình thường thì mình nghĩ là điện thoại tàu thì trong cái tầm giá khoảng 9-10 triệu là đã có thể mua được điện thoại Xiaomi rồi, cũng có kính, cũng có kim loại, nhưng thực sự là cái mức độ hoàn thiện của nó không thể nào mà tốt bằng được OnePlus 7 Pro, mặc dù OnePlus 7 Pro nó cũng là tàu luôn. Đấy, nhưng mà các bạn nhìn này, cái chất liệu thiết kế của nó thì đơn giản thôi, khung là khung viền bằng kim loại, kính ở phía sau là kính cường lực Gorilla Glass 5. Kính ở phía trước này cũng là kính cường lực Gorilla Glass 5. Thế tuy nhiên là những cái phần khớp nối của nó này, nó rất là khít nhau luôn, nó vừa làm cong này. Cái cảm giác mức độ hoàn thiện của cái OnePlus 7 Pro, nếu mà các bạn nhìn vào cái mặt lưng của nó ấy, nó rất là giống với cả cái mức độ hoàn thiện ở trên Galaxy S10 Plus của mình. Đây, nó cũng cong xuống như thế này, xong nó vát lên. Đây, cái này y hệt luôn, y hệt so với cả cái chiếc Galaxy S10 Plus của mình. Thế tuy nhiên là với Galaxy S10 Plus ấy, thì cái mặt lưng ở phía sau này này, nó làm theo kiểu dạng bóng và nó để lại rất là nhiều mồ hôi dấu vân tay. Thì thậm chí OnePlus 7 Pro nó giải quyết được vấn đề này bởi việc là cái mặt lưng ở phía sau này của nó này, nó làm dạng nhám và nó để lại ít mồ hôi dấu vân tay hơn. Cái điểm này là điểm mà mình rất rất thích, nó giống như kiểu là trên LG V40 hay là Xperia Z5 ngày xưa, mình rất thích cái kiểu làm như thế này. Đấy, với cả cái cụ camera của nó này, ba camera đèn flash logo OnePlus, nó đặt theo một cái trục dọc ở chính giữa như này, nó sẽ khiến cho cái thiết bị của chúng ta trở nên nó cân đối hơn. Và đặt dọc như này thì mình thích hơn là cái kiểu đặt ngang ở trên Galaxy S10 Plus mà mình đang sử dụng bây giờ. Còn lại thì với các sản phẩm của Xiaomi chẳng hạn, thì nó chỉ có cái kính ở phía mặt trước này thì nó là cái kính vắt cong 2.5D thôi. Còn con này là vắt cong 3D luôn, vắt cong 3D giống như là Galaxy S10 Plus luôn, nó cong hẳn sang hai bên luôn. Đấy, và là đấy là cái điểm mà mình thích. Thêm nữa, đó là nó đã giải quyết cái vấn đề cái viền màn hình này rất là mỏng, viền trên cực kỳ mỏng, viền dưới cũng vô cùng mỏng luôn, bằng cách là nó có camera thò thụt như này. Đấy, và nó nhận diện khuôn mặt rất là hiện đại. Và nó cũng theo cái kiểu là khiến cho cái mặt trước này của chúng ta nó không trở nên khuyết tật. Đấy, còn Galaxy S10 Plus thì đôi khi chúng ta sử dụng chúng ta vẫn có một cái cảm giác gợn gợn ở đó, nhưng mà đối với sản phẩm này thì mình không thấy bất kỳ một cái gợn nào trong cái quá trình gì mà mình sử dụng. Có chăng là nếu chúng ta bới lông tìm vết ra thì chúng ta nói là à, nó nặng,
đúng là nó nặng thật hơn 2 lạng, nhưng đánh đổi lại thì chúng ta sẽ được một cái giỏ với viên pin rất lớn là khoảng 4000 mAh, rất là thoải mái chúng ta sử dụng. Và đặc biệt nữa đấy, nói luôn về pin thì không cần phải nói đoạn cuối đâu, nói luôn này, đấy là con này có sạc nhanh 30W và nó sạc đầy pin cho giỏ này trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Các bạn có tin được không, trong vòng 1 tiếng đồng hồ đã đầy pin cái giỏ này rồi đấy. Galaxy S10 Plus cái sạc nhanh đi kèm thì nó không thể sạc được trong vòng 1 tiếng đồng hồ là đầy pin, mình đã sử dụng là mình biết đấy. Thêm nữa nào, đấy, đó là về các cái nút bấm này trên cái chiếc máy này. Thì mình có một cái điểm mà mình chê, đó là cái phím tăng giảm âm lượng ở nó này. Cái hành trình phím mình cảm thấy nó hơi nông, và cái phím tăng giảm âm lượng này thì mình cảm thấy là cái độ dài này của nó này nó không được quá dài, nó làm tương đối ngắn. Nên thành ra là đôi khi mình vẫn hơi bấm nhầm phím tăng lượng, phím giảm lượng, và điều đó là điều mình không thích. Nhưng mà đổi lại thì cái phía bên cạnh phải này, cái phím bật tắt nhanh cái cần gạt rung này lên này rất giống iPhone luôn, và nó khiến cho mình rất là tiện dụng, mình đỡ phải kéo thanh thông báo trạng thái xuống xong mình chọn giống kiểu là Samsung đấy, và mình dùng cái phím cơ này rất là sướng đấy. Thì nó có thêm cái phím này, và phím nguồn thì nó đặt cũng rất là dễ dàng để thao tác thôi. Thêm nữa nào, bây giờ chúng ta sẽ nói đến phần màn hình đấy. Màn hình thì nó vừa là màn hình cong 3D nhá, giống như Galaxy S10 Plus, và độ phân giải của nó cũng là độ phân giải 2K luôn, giống như là Galaxy S10 Plus, màn hình AMOLED. Và các bạn biết là đối với Xiaomi bây giờ, Mi 9 này hay là K20 Pro thì đều độ phân giải là Full HD. Đấy, còn con này là màn hình 2K luôn. Đấy, cái màn hình này thì mình đánh giá là nó đẹp so với cả Galaxy S10 Plus thì là 19.9:10. Đấy, nó rất là đẹp luôn. Và thêm một cái điểm nữa đó là nó có cái cảm biến vân tay bên trong màn hình này. Đấy, cảm biến vân tay bên trong màn hình cực kỳ nhạy. Nếu mà so về tốc độ thì nó sẽ nhanh hơn so với cả Xiaomi Mi 9 với cả K20 Pro. Đấy, rồi, thêm nữa nào, về vấn đề hiệu năng thì sao? Vấn đề hiệu năng này, quên mất, tí nữa để quên, chưa nói là cái màn hình này của cái OnePlus 7 Pro là nó là cái màn hình có tần số quét là 90Hz. Nên thành ra tất cả các thao tác này ở trên cái thiết bị này nó quá mượt luôn, các bạn nhìn này, nó cực kỳ mượt luôn. Và nó kết hợp cùng với cả hiệu năng là con chip Snapdragon 855 thì nó sẽ cho những cái trải nghiệm vô cùng mượt mà trên cái giỏ này. Đấy, về điểm số AnTu thì nó vẫn giống như là bao nhiêu điểm số AnTu ở trên những cái sản phẩm của Xiaomi thôi. Chạy chip 855 nó cũng rơi vào khoảng 360-370.000 điểm tùy theo từng lần chấm. Đấy, nhưng con này có một cái ưu điểm nữa khiến cho nó quá mượt mà và khởi động vô cùng nhanh, đó là nó có UFS 3.1. Đấy, các bạn hình dung được không? UFS 3.0. Đấy, đấy là cái bộ nhớ trong đọc ghi tốc độ cao, nó giống kiểu là SSD ở trên các thiết bị laptop với cả PC mà các bạn đang sử dụng bây giờ ấy. Đấy, nó sẽ khiến cho cái thiết bị này nó quá nhanh luôn. Và đây có thể coi là một trong những cái thiết bị chạy con chip Snapdragon 855 trong cái tầm giá 15 triệu mượt mà nhất mà mình từng sử dụng. Đó. Rồi, tiếp theo nữa nào, nói đến phần camera thì sao? Đấy, camera của cái giỏ này thì nó khá là đẹp. Mình đánh giá là camera của nó nằm ở giữa Mi 9 với cả Galaxy S10 Plus, vẫn chưa thể đẹp bằng Galaxy S10 Plus đâu. Đấy, nó có 3 chế độ là một camera chính, một camera tele và một camera góc siêu rộng. Thì cái chất lượng của nó khá là ổn. Đấy, tuy nhiên là có một cái điểm mà mình chưa thích, đó là cái camera tele ở trên giỏ này nó là camera tele zoom lên 3x chứ là không phải zoom lên 2x. Nên thành ra đôi khi mình không cần phải đến mức độ gọi là zoom quá xa. Đấy, ví dụ như là mình muốn chụp ảnh cái điện thoại này chẳng hạn này. Đây, ví dụ mình chụp ảnh cái điện thoại này để làm ảnh bìa chẳng hạn. Thì mình bắt buộc, nếu mà mình để chế độ bình thường thì mình phải để gần điện thoại này lại. Đấy, thì mình không thích cái điều đó. Đấy, nhưng mà mình để xa này ra để cho nó xóa phông tốt hơn thì mình lại phải zoom lên 3x. Nhưng mà zoom lên 3x thì nó gặp một vấn đề, đó là mình phải để rất là xa như thế này này. Đấy, mình phải càng cái tay ra. Đấy, thì như thế thì zoom lên 3x mình cảm thấy là nó không thực tế. Đấy, chỉ có mỗi cái điểm đấy là một điểm mình chê thôi. Còn camera trước của con này cực kỳ ngon luôn. Đấy, mình có test qua một số những bức ảnh chụp camera góc siêu rộng, góc thường với cả zoom 3x của camera rất là đẹp. Còn camera trước này, các bạn nhìn là mình chụp ảnh ấy thì cái da mặt của mình nó cả mức độ bình thường. Đấy, nhưng mà những cái sợi tóc bạc này của mình ở đây trên này này, nó giữ lại được độ chi tiết rất cao luôn, nhìn rõ từng sợi tóc bạc luôn. Nghĩa là nó hiểu là cái nào là tóc của mình để nó không làm mất chi tiết đi, cái nào là da mặt mình để nó làm mịn vừa đủ. Đấy, thì đấy là cái điểm mà mình khá là thích ở trên cái camera trước của giỏ này. Đấy, thêm nữa đó là cái camera trước thò thụt như này thì nó cũng sẽ cho chúng ta những cái hiệu ứng thị giác rất là tốt. Đấy, các bạn thấy không? Cái camera trước này, đấy, cho chúng ta những hiệu ứng thị giác rất là tốt luôn. Và nó khiến cho chúng ta sử dụng một cái điện thoại chúng ta cảm thấy là nó tương đối tương lai. Còn về pin thì mình on screen ở trên giỏ này rất giống như là trên Galaxy S10 Plus. Nghĩa là nó có thể
on screen được khoảng 7 tiếng cho đến 8 tiếng đồng hồ, và mình hoàn toàn có thể sử dụng tự tin trong một ngày là rất thoải mái luôn. Đấy, nhưng mà được cái là sạc nhanh của nó thì là sạc nhanh 30W và một tiếng là đã sạc đầy pin rồi, nhanh hơn rất nhiều so với Galaxy S10 Plus. Đấy. Vậy thì cái điểm mà chúng ta phải hy sinh là gì? Đó chính là cái kháng nước kháng bụi, khi mà nó sử dụng camera thỏa thuộc nên là nó không có kháng nước kháng bụi giống như là Galaxy S10 Plus, còn cái camera của nó thì thua kém một tí ti. Còn lại thì về độ mượt mà cũng như là về giá tiền ấy, nó rẻ hơn rất nhiều, thì thực ra là mình sẵn sàng đánh đổi lấy cái điều đó để có thể mua cái này. Tất cả mọi thứ này, thiết kế rất đẹp, màn hình rất đẹp 2K, màn hình cong luôn. Đấy, cảm biến vân tay rất nhạy, có camera thò thụt phía mặt trước này, gọt ghiếc thứ rất là gọn gàng. Đó, hiệu năng vô cùng tốt với UFS 3.0 kết hợp với cả màn hình 90Hz và con chip Snapdragon 855 mạnh mẽ nhất trong thế giới Android bây giờ. Pin siêu trâu kết hợp với cả sạc siêu nhanh. Đấy, vậy thì còn gì để nói, là thu âm, cải thiện là thu âm rất tốt. Đấy, chẳng qua là con này lại không có jack cắm tai nghe 3.5mm, cái điều mà Galaxy S10 Plus vẫn có. Nên nếu mà bạn nào bây giờ mà đang sử dụng những cái tai nghe đắt tiền mà có jack cắm tai nghe thì các bạn sẽ cảm thấy hơi tiếc cái điều đó. Còn nghe nhạc trên con này là khá hay đấy nhé. Nghe nhạc hay hơn là trên các thiết bị Xiaomi nhưng mà vẫn chưa thể bằng Samsung được. Đấy, còn ghi âm thì thực sự là tuyệt vời. Đấy, ghi âm mình nghĩ là đây là chiếc điện thoại tàu mà ghi âm tốt nhất tính đến thời điểm hiện tại mà trong quá trình làm review. Đó. Còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về cái chiếc điện thoại OnePlus 7 Pro này? Và theo các bạn thì với tất cả những ưu điểm đó kèm theo đó là một số những nhược điểm nhỏ, thì liệu cái sản này nó đáng mua hay không? Hay là các bạn vẫn chỉ quan trọng mỗi cái vấn đề hiệu năng để cho chúng ta có thể mua một sản phẩm Redmi K20 với cả K20 Pro thì sao? Thậm chí là với sản phẩm này các bạn có thể mua được hai cái chiếc Redmi K20 đang được bán tại Clickbuy với mức giá nó chỉ xem khoảng hơn 7 triệu đồng thôi. Con này là khoảng hơn 14 triệu đồng là các bạn đã có thể mua được hai con Redmi K20 rồi. Đấy, thì các bạn cảm thấy thế nào? Hiệu năng có phải là thứ quan trọng nhất hay không? Hay là những thứ khác nó sẽ quan trọng hơn? Và với số tiền đó thì con này có xứng đáng hay không? Thì cũng có thể để lại comment cho mình biết nhé. Chính vì Galaxy S10 Plus bây giờ chưa có nhiều sản phẩm sử dụng con chip Snapdragon 855 được bán ở Việt Nam, nên là nếu muốn sử dụng chip 855 với những cái yếu tố khác nó tốt hơn thì đây sẽ là một sự lựa chọn hợp lý.